sẽ giải thích cho mọi người về cách ứng dụng những cái kiểu đềm, các điệu cha cha cha, rumba, bolero và fox. Làm sao để mà mình biết cái bài hát đó mình phải chơi cái điệu đó và nó sẽ nằm trong những cái dấu hiệu như thế nào. Ngoài ra cũng là những cái bài hát mà Ngọc sẽ sử dụng để mà ứng dụng trong cái phần này, cũng như là cái bố cục mà Ngọc sẽ sử dụng để mà hướng dẫn cho mọi người. Đầu tiên thì có một cái đặc điểm dành cho cả ba loại rumba, cha 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 và bolero. Nó đều nằm trong chỉ số nhịp 44. 44 có nghĩa là trong bài hát có nhiều ô nhịp thì mỗi ô nhịp như vậy sẽ được 4 nốt đen. Như vậy tiết tấu mà Ngọc sẽ xây dựng để mà tạo nên kiểu đềm của rumba, cha 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 và bolero thì nó sẽ làm sao để mà cộng lại được thành 4 nốt đen. Và những cái kiểu đệm về rumba, cha cha và bolero là những kiểu đệm mà Ngọc nghiên cứu dựa vào những cái tiết tấu mà Ngọc nghe được từ trống, bongo, từ guitar, cũng như là những cái video về piano mà Ngọc từng nghe về cái kiểu đệm này. Thì cho nên những cái kiểu đệm mà Ngọc xây dựng trong cái phần cha cha cha, rumba và bolero nó dựa vào những cái mà Ngọc đã sưu tầm cũng như là cái kinh nghiệm và Ngọc nghe tiết tấu và Ngọc sẽ diễn tấu nó lại trên piano như thế nào để ra được cái đúng cái tiết tấu của cái điệu nhạc đó. Và đối với điệu fox thì dấu hiệu của fox đó là nó sẽ nằm trong bài, thường nằm trong bài hát 2-4. Fox thì cái giai điệu cũng như là cái tiết tấu của cái bài hát nó có vẻ rất là vui và rất là nhanh, vui và nhanh, đó là fox. Thì chúng ta sẽ nhớ là điệu fox mình sẽ chơi vui và nhanh, đó là dấu hiệu. Còn bolero, rumba và cha 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 nó có na ná giống nhau, đặc biệt là rumba và bolero, hai cái này rất là có thể thay thế được cho nhau. Nếu như một bài mà mình chơi rumba, mình vẫn có thể chơi bolero được cho bài đó. Còn cha 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 thì lại khác. Cha 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 thì những cái bài hát dành cho cha 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 nó sẽ vui hơn, nó sẽ vui, nó sẽ nhanh hơn là bolero. Trong ba loại rumba, cha 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 và bolero thì cha 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 là nhanh nhất, vui nhất, sau đó là tiếp tới là rumba và cuối cùng là bolero sẽ là chậm nhất. Đó là những cái dấu hiệu để mà mọi người có thể phân biệt được từ từ về những cái kiểu đệm, điệu đệm này. Thì những cái điệu này thì nó phù hợp với những cái dòng nhạc vàng ngày xưa là nhiều. Còn nhạc trẻ bây giờ thì cũng không có thường hay sử dụng những cái điệu đệm này. Ngoại trừ cha 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 thì những cái bài hát vui mình vẫn là hay sử dụng. Và có một điều nữa, những cái bài hát mà trước giờ mình biết nó là chỉ số nhịp 44 nhưng mà mình chơi pop ballad thì mình có thể chơi điệu được hay không? Hoàn toàn là có thể, bởi vì những cái điệu này có nghĩa là chúng ta đang thay đổi màu sắc cho cái bài hát đó. Một bài hát pop nhưng mà nếu mà mình chơi kiểu rumba hoặc cha 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 hoặc bolero thì mình phải hát cái kiểu đúng là cái kiểu của rumba, cha 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 và bolero thì nó mới ra được. Và có một cái điều mình sẽ lưu ý là một cái đặc điểm của những cái kiểu rumba, cha cha và bolero thì những cái bài hát của nó sẽ có hơi hướng là mang cái tiết tấu đó là đảo phách. Và đảo phách thì chúng ta có thể nhớ tới đó là liên ba nốt đen. Có bài hát thì chúng ta sẽ gặp liên ba nốt đen nhưng mà có bài hát thì không. Nhưng mà mang cái màu sắc đó là đảo phách thì chúng ta sẽ nhớ tới cái tiết tấu là liên ba nốt đen. Đó là một cách để mà Ngọc dựa vào bản nhạc mà Ngọc biết cái bài hát đó mình chơi theo điệu. Sau đây sẽ là bố cục hướng dẫn cho từng loại điệu. Thì đầu tiên thì Ngọc sẽ giới thiệu trước về điệu rumba. Điệu rumba thì Ngọc sẽ có những cái hình mẫu tiết tấu để cho mọi người chơi theo thứ tự trái và phải, cũng như là có những cái nốt nhạc dành cho trái và phải để mọi người dễ nhớ. Tiếp tục là Ngọc cũng sẽ có những cái kiểu dành cho cha cha cha, những tiết tấu dành cho cha cha cha, những tiết tấu dành cho bolero và những kiểu đệm dành cho bolero, và những tiết tấu và những kiểu đệm dành cho fox. Thì mỗi kiểu đệm, mỗi cái kiểu điệu nhạc như vậy thì Ngọc có thể có nhiều cái kiểu đệm biến tấu cũng như là đơn giản khác nhau để mọi người có thể lựa chọn. Thì như vậy, nếu như mà chọn những kiểu đệm này để mà ứng dụng trong các bài hát thì mọi người có thể chọn bất cứ cái kiểu đệm nào mà mình thích cho cái bài hát đó mà không cần phải rập khuôn theo một cái quy định nào mà Ngọc đưa ra sẵn. Và những bài hát Ngọc sử dụng để mà ví dụ cho điệu rumba thì mình sẽ có hai bài hát, đó là Để nhớ một thời ta đã yêu và Lại gần hôn anh.
Đối với kiểu đệm cha 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 thì Ngọc sẽ sử dụng hai bài vui vẻ hơn, đó là bài Lời Yêu Thương và Tôi Cũng Yêu Em. Đối với điệu bolero thì Ngọc sẽ sử dụng hai bài hát, là ví dụ đó là Về Đâu Mái Tóc Người Thương và Người Đi Ngoài Phố. Và cuối cùng điệu fox là một cái điệu có vẻ vui tươi nhí nhảnh, thì Ngọc sẽ sử dụng bài hát Tình Ca Du Mục và bài Quỳnh Hương.